Ngày hôm nay, sau hàng giờ liền tìm kiếm và săn si biển, cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành được và có được cho mình. Đó chính là cày bỏ neo của biển và mình đã lấy nó như thế nào và cực khổ ra sao. Thì trong video này các bạn sẽ được biết và mình sẽ hướng dẫn cách để các bạn sở hữu được cái cây vũ khí sword mới này nha. Anh em hiểu ra lúc chút cơ mua ngay một ạc giấy 19k và có thể sở hữu được ạc full level. Kệ nó lên, kệ đi cái này cho cao cao một xíu. Thì đi lên mức 6 à, mức 6 chắc level thanh nhiều á. Phải ra một đảo không anh đi tầm mức 5 vậy. Giờ anh vô cổng là nó ra xin mức tùm lum à. Ờ, đá lớn lên rồi nè. Ờ, xé đám rồi, quà. Rồi, xí. Giờ lên 3 lần 3 cái xí luôn. Ngon, belly quá trời luôn. Tui xí giờ lên quá trời luôn. Mới cấp độ 4, tui xí lên rồi. Tiền gấp này khỏi sợ tốn tiền luôn. Ăn sẵn từ sáng giờ qua 3 triệu rồi. Hai con. Ôi. Ôi, cái cây này nó mạnh vãi, cái cây Long Hải Nộ. Thì cái cây này cũng không có gì đâu. Ơi. Nó cắn thiệt kìa, lẹ. Kìa cá mập kìa đó, mới ra đó kìa. Ôi. Có cá mập. Phải cái nồi thiệt. Cá mập thì cái này lên tàu phi bố lên bắn đạn á. Cá mập thì cũng chết thôi. Nó đánh em. Đánh anh. Sao á? Mày cá mập. Ôi. Rồi. Cá mập. Ôi, nhiệm vụ bốn phát cái nè. Anh được răng cá mập rồi nè. Đã theo. Tiếp anh ơi. Ờ, cái này được một răng, đều được mấy răng luôn. Ơi con mà nó cắn thiệt anh. Phải cứ khứa này. Mà được cắn thiệt tao. Được cắn thiệt tao. Ờ đi. Cấp độ 4 rồi. Ờ nó hiện thị nhiều, nó hiển thị thôi, chứ là mất hiển thị thôi. Ơi có thằng hiện bay rồi, quá trời phát. Kệ đi. Qua lấy thiền đi qua ơi. Qua thiền hòa nè. Thiền hòa có thiền nè. Em đi kệ con. Mưa rồi, đi. Mưa rồi. Từ đây em cũng đang đẹp kiếm. Kia chạy lẹo quá, kia chạy từ thôi. Đi chung mới được. Rồi đem boy. Ôi. Ác liệt thiệt. Đại nhâm cậu, ê à. Đặt hè thì tao à. Ôi sao? Thì gọi là lên cấp nó còn lẹ hơn cái gì đi farm à. Thiền bài nó mất rồi, thiền bài máu mát quá. Nó còn có thiền sao mà chơi? Còn có thiền sao chơi ông nội? Bên này tự nhiên nó mất hết. Có thiền là sao lớn kìa. Hai thiền của mình kìa. Quay lại lấy thiền đi. Một thiền tí nữa gớt hư á. Lần nào quay lại lấy thiền đi kìa. Hai thiền của mình kìa. Vậy mà bỏ. Ơi thiền ma không được, thiền ma. Đứa nào lái đứa nào lái thuyền anh ra giùm cái, thôi tí nữa bể thuyền á. Ôi. Thiền ma nó ngang máu một con si biển. Ủa thêm mùi vô rồi. Ê đi nè. Cái gì? Anh biết gì chưa? Ui. Anh nhận được cái gì nè? Full gold. À cái đó dùng để chế độ á. Ơi thiền ma nó kìa. Chạy đi em ơi, rồi thuyền mang gỡ mời rồi, đi tiếp. Con thuyền số lớn kìa, đi về lượm thuyền. Tao nói con thuyền sắp hư không chịu đâu. Ơ, sao bỏ thuyền rồi. Thằng đâu anh? Thằng đá đâu, bỏ thuyền đâu. Mày này tự nhiên có thuyền nó đi. Bỏ thuyền đó. Tự nhiên hàng này nó đi nó bỏ thuyền à. Đừng. Đừng chơi Lockwood nữa. Nè, con ai thuyền nè. Đi tiếp rồi. Rồi mình về cấp độ 4 rồi. Thiện kìa, thiện mình kìa, khứa đá nó cứ đi nó bỏ thuyền hoài à, lượm thuyền lại mày. Ủa gì? Thiện kìa. Đừng chơi Lockwood nữa. À nghe có nó mà. Thuyền đâu? Kệ trước mặt kìa. Lockwood tôi xích lắm. Ủa nó bay rồi. Chơi Lockwood nữa, Lockwood tôi xích lắm. Nói thiện mình mới đi nó bỏ à. Đi ba chiếc chẳng thấy gì. Ơi xách cái thuyền bỏ đi, thuyền ma kìa. Kệ nó đi ra mình ra sang xe thôi, thuyền nó bể rồi. Giờ bỏ thiền ma lắm, giờ chỉ được chắc quỷ hết chứ bởi vì giờ thiền ma với đánh mấy quái. Thằng thì đánh mấy quái thôi. Mình lên mấy chị Melly chơi trong vòng 15 phút và bãi cái chữ thiệt. Đồ thiền này giờ đi đường này chứ không sợ bị lòng hả? Tìm đâu đi chung. Ai à. Ừ rồi chết. Kéo anh ra cái. Em làm gì kéo rồi anh? Rồi đi lùi luôn rồi bãi trưởng. Coi anh kìa. Biển tôi cứu. Thiền ma nhiều quá.
tiền má nhiều quá. Cái này phải đi đâu mà? Em ơi, bảo kê anh, lo cái thuyền đi, rồi con bót bánh sao? Con bót bánh sao? Có thuyền hư. Cái thuyền nó hư. Cứu anh, chỉ có thuyền ma này chơi. Thuyền bể đó. Ông có sắp với em rồi. Hư thuyền là đi lại từ đầu đó. Rồi lo cái thuyền trước đi. Trời ơi, mấy tầng đá này trồi lên ấy quá. Cứu cái thuyền mà. Cứu. Cứu em ơi, bỏ cắt mà bây giờ ai vậy? Đi qua chết rồi. Đến ra số 4 nhờ, sao đến ra số 4 nhờ, sao đến ra số 5 rồi. Ngồi xong lên trời ơi. Trời ơi. Vô quảng nữa kìa. Ôi vô quảng ra trường hợi hay cái tầng ga vậy. Không có gì vậy. Có vô quảng nữa kìa. Hay à đào. Hay à đào. Vô quảng nữa. Rồi nữa. Ôi cũng cao mặt lên nữa. Bảo vệ thuyền, quýnh con cái bập trước. Ôi trời. Quýnh con cái bập trước, con xì biển đến sau. Con xì biển nó không quýnh thuyền mình đâu. Quýnh mình nè. Ôi, anh thích chết rồi, đi lên trời đây. Ôi, đứa này, trời đau á. Con xì biển nó mạnh quá. Rồi sao mình gặp. Ờ mấy chim bẹt nữa kìa. Trời lắm skill quá, skill lắc quá. Rồi các bạn cảm ơn. Vậy xíu đi lại. Khứa. Dạ đi cho hết luôn. Khứa là anh. Rồi tao không thấy đường luôn. Tao không thấy đường, khứa là anh tập quỷ nữa. Rồi hết cái đầu. Tao không có thấy cái gì hết. Ù rồi. Nào mở đèn lên coi. Ù rồi, reset đi Dan ơi. Ù rồi. Ờ không. Lên thuyền đi. Bà lên, thấy không cái cục mà có con gồng biển với lại cái con lên có tay kia nữa. Đủ hết chưa, bốn người đúng không? Rồi đi. Dan ơi, reset đi, Dan ơi, mù rồi Dan ơi. Không thấy gì hết trơn, nó không thấy bất kỳ đường nào luôn. Không thấy cái vùng què gì hết, không thấy cái lãng đá, không biết tôi có đang đi không nữa. Thôi kìa, có nhiều người vô kìa, hay ra đi lại. Từ từ, khoan, mình đi với bể thuyền ra, sắp hư thuyền rồi. À, đi xíu, kéo nguyên vương đồ như đây luôn. Sáng rồi, biển sáng rồi. Trời, có mưa nữa đó. Đứng né nè. Ôi, hàng kia nó gớt rồi, lên thuyền lẹ. Thôi quá. Ôi, kẹt cắp cầm kìa. Cứ chạy đi bánh. Rồi. Ok, sao. Đi tiếp. Lẹ. À, tối quá. Lẹ. Ôi, xong sáng đánh em tái thẹt rồi. Giờ em không thấy ghế đâu. Ôi, trình mai rồi. Thôi, né, từ, bình tĩnh, chạy. Dưới tảng đá rồi. Tối quá. Rồi, thoát rồi. Chạy. Ủa, anh em nhìn cái gì vậy chứ tối quá. Không, anh thấy gì hết trơn. Anh đi hiểu cảm giác của anh ơi. Chỗ của cái con rào nó là khu đó có tiếng hả? Ơi, bắt đầu mà hình nào ảo rồi. Cá mập. Ừ, lắp rồi, cái tay tò vậy nè. Rồi đó. Bắt đầu hơi hướng ảo ảo rồi đó. Bắt đầu là thấy say ke đó. Nó bắt đầu nó đời hơn. Ủa vô đây sao giờ bớt quá chứ bớt lại rồi. Thấy con nãy nhiều. Hay là gì ha. Rồi đưa ơi học vào cơn phê. Ê tập hợp xanh xì bộ nó. Đây chuẩn bị em ơi, để anh đi xong chuyến này tôi anh về lên. Qua tối quá. Rồi còn 99 máu nè, đi tiếp. Còn thuyền còn 99 máu. Còn con cá. Chỉ cái đi ông nội. Ơi cá vô nơi. Rồi đi tiếp, sắp hư thuyền rồi. Trời ơi, còn có 3 lần máu à. Anh lên ra ly ơi, lên ơi. Trời ơi. Mày không ra ly anh. Em còn 3 lần máu rồi. Trời ơi, trù quá. Anh dung nham thầm. Rồi thôi xong rồi. Ây à. Vô con đi sáng nữa. Trời ơi, đi vô này cộng với. Rồi xong rồi. Ôi, con phải sạch xe ơi. Ôi, Nguyên. Đẹp quá. Nguyên hạm đội đi chiến luôn nè. Xíu gặp thì hãy tập bỏ nha, xì ăn đi. Gặp thì tập bỏ. Xì bơ, nhít quá. Đấy thì hãy tập cứ nhít qua bên chạy là được. Ê, chờ mấy anh kia nữa. Chờ hai anh kia lên đi chung nó mới tăng tỷ lệ. Nè, mình làm lại to. Không, anh thấy vậy nó hợp lý hơn á, để mình đi săn nó hợp lý hơn là mình để với cái thiệt tét á. Nó to chà bá vậy nè. Có cái bào cắn kìa. Ê, vô đá nhạc ơi. À đi cao càng lên đi rồi đánh. Đi. Còn cái nằm sạch có tao quên thì quên có dễ. Mới ra dễ. Đi. Có ai bỏ thuyền nha. Kỹ thuật lái thuyền thượng thừa. Ôi, ngon. Ôi. Ít. Ở dưới quảng càng lên.
Em nhớ nó không? Chị biết nói quá à. Chị biết nói là cái con gạo chứ. Ôi 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 ôi. Chị biết đi nhặt. Rồi, tộc quỷ à. Mày đừng bật tộc nha Đan, tao đang nỉ mày luôn á. Tí nữa là mày bật tộc là mày bị lạc á Đan. Nói rồi, đi farm, đi săn đi. Thôi còn nhiều tiền nữa. Giờ có là giờ giờ có tiền nữa. Mấy người có ăn bên đây đã con được 300. Lên thuyền kìa, mấy kia lên thuyền đi. Em đứng đây né ra nha. Cái dạng trên là thấy ba chiếc luôn máu rồi đó, ba kia chưa tới nữa, từ từ. Thôi rồi. Chị đẹp lên, chị đẹp lên. Ra xi nữa kìa. Xi nữa. Có đá mà ta. Ông em vô dùng mưa nó bắt đầu nó bị tắt đá, xong cái đi ra ngoài mưa là nó lên đá lại nè, coi nè, đi qua khúc đá là hết mưa nè. Ừ. Rồi, đi ra khúc đá là hết mưa à. Mà tắt đá là nghĩa là có sét. Năm rồi nè. Ơi, kìa cái thuyền ma của tao kìa. Cái thuyền ma rồi. Chạy đi em ơi. Chạy đi. Đánh vô quẻ này. Ôi, xăng. Đó gà rồi, đánh thuyền rồi. Đánh rồi, xong rồi. Rồi, lại gớt server nữa rồi. Ô, em chà, chúng tôi á. Nhiệm vụ bây giờ là giờ đợi đặt mục tiêu nha, đi tới biển 6, dừng thuyền lại, cả đám chia thuyền ra một cắt khúc với nhau, đừng có đứng gần, sau đó đứng farm bot. Kẹt thuyền rồi. Kẹt thuyền đi đâu mới rồi. Kẹt ơi. Bốn thùng chậm lại chỗ. Mà nhìn lại thấy sao mạch đằng. Thấy mẹ luôn á. Rồi bay được luôn. Rồi, bay được luôn. Một. Em thấy cái bé này nó mờ hơn cái bé cũ. Ơi thiệt má, thiệt má kìa. Đánh đi em ơi, tụi em cần á. Tụi em cần nó đó. Cần cái thầy má vô tao hai chiếc kìa. Ở đâu? Đâu à? Thầy má giờ cần cái mảnh vàng kia đi chế đồ á. Má kìa, chế đâu? Chết hết rồi hả? Một lần nó ra nó ra hai chiếc. Rồi, đi tiếp. Còn nữa hả? Ôi thiệt ma lỏ. Nhớ lấy thẹn nha. Ờ, giết luôn cái đống hai tặc này cái. Tiền ở đây ô, đây ô. Nó bán hư tiền giờ. Đánh mấy giờ gặp thiền hai tặc đánh luôn. Tiền ở đây ô, đây ô, đây ô. Lập thiền đại đi. Từ mới bị kiểm soát. Mới bị kiểm soát rồi. Đi. Đừng để hiểu máu nha, bây giờ thấy đóng thiền hai tặc thì bỏ. Còn mà thằng nào á, là thằng mà bị cái thiền ma nó dí á, thì hắn chim điện bắn kìa, chim điện kìa. Con chim điện. Chim. Rồi anh được cánh. Đâu chim đâu. Mấy đầu. Đi cho thủ qua ga biển 6 thôi, bể thuyền á. Quái ga bể thuyền. Rồi nữa rồi, chạy. Ờ. Thôi đừng đánh. Kệ nó đi, Thì nó đánh được ít lợi hết trơn á. Được. Em ơi, tự tới dùng đi rồi. Này mới tới mức 3. Rồi sẽ đánh kìa. Đây. Ai cứt mình dứt đầu á. Thôi One Piece. The One Piece is real. Mà máu thấp quá. Thuyền máu sắp hư tới nơi rồi. Mới có đánh có 2 lần thuyền à. Nè, tí nữa. Ra thuyền 6 chứ cũng đá to á. Em đậu trên cho anh. Ôi, Tân ơi. Thằng chó Tân nó bỏ tao luôn, Tân ơi. Ba xe kìa. Ơi, các bạn. Các bạn có ai á. Ôi, ba xe bên này nữa. Em ơi. Ôi trời ơi. Bố 6 con si. Em đang cần không? 6 con si, 6 con si. Cái mà tao. Em đang cần 6 con si. Trời ơi, 6 con si luôn các bạn. 6 con si luôn. Quân của anh. Cái con các bạn nó ở chỗ anh nè. Ừ, tới 6 rồi, vô đây xì quá. Cái này phạm tiền đã. Qua đây quýnh, qua đây quýnh bên này trước đi em. Bên đây có cái mập. Quýnh đây trước đi rồi. Bên chỗ mập á. Không thấy anh. Đây, nó lội nước cái này. Cá đâu. Nó lội nước được á. Ôi, em bùng mình mà. Các bạn nè. Lên level rồi. Ok. Các bạn đâu. Em cần 3 con si luôn rồi. Kìa. Quýnh con si trước. Có mập kìa. Ồ, cá mập nè. Ôi, ui. Dí nó. Ngu.
Ây da, ây da, đau, 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 đau. Đau quá, đau quá, đau quá. Đau quá. Ờ, cá mập với em. Ơi, cá mập nó gớm nước rồi. Không thấy được con cá mập luôn. Rồi. À, dưới biển rồi, dưới biển. Được, một mắt. Lặn á, lặn. Một mắt rồi. Trời ơi, giờ, xéo đi lặn á, xéo đi lặn á là đi cắp một mặt. Cắp độ 6 rồi gần luôn. Đấy, cắp độ 6 rồi. Thằng này là thằng duy nhất phải giữ, thằng này phải giữ thì sống nha. Thằng này đi tới cái vách đá cao cao rồi đứng yên cho nó là được. Ôi, cá mập bắn. Ủa, sao hiện không đi được. Cái gì vậy? Từ từ chờ anh, chờ anh. À da, tao xui rồi, ê tao xui rồi, tao xui, tao xui. Biển gì rồi? Vô phòng nè. À da. Đấy, đấy, đừng có bỏ, đừng có bỏ. Rồi từ từ, thằng này đứng yên. Taxi rồi, taxi, 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 taxi. Giờ kiếm cái cục đá to to nè. Rồi, thằng này đứng yên đây. Thằng này đi lên cục đá to to rồi đậu thằng trên đó đi. Từ từ, đứng yên đây đi. Cho lên thuyền, cho lên thuyền. Nghe em này, còn một cái năm mẫu. Cái thuyền nào kẹt cái thuyền trong này? Kim đá. Ơi, anh ta. Anh đang nói em bị lỡ không hay là tại tay em nó đang bốc lửa thì à? Ui, bác sĩ. Ừ. Không thấy gì hết. Không thấy đâu luôn á. Ủa, em thấy gì hết. Thế là thấy nó giật gì, giật luôn á. Ở lại mẹ hết trơn. Mấy con chịu hấp dạ. Được nè, tao đang múa ở trong này nè. Một con. Ủa, mấy con hả? Nè, còn hai con. Ba con. Ủa, em thấy trong cái là em đánh cái con kia. Nó nào đâu ở biển xã đâu anh. Trời cái biển. Rồi, quên. Ôi, xin hả, xin hả. Ôi, xin biết, xin biết. Chỗ tao Cường ơi, chỗ tao. Ở trên đây cũng có xin bắt nè. Đồng hồ mình báo quá, tao mới đổi lại tục quỷ nè. Con xin biết tội. Ờ, lắc quay nha. Ôi vãi cái cãi đi em, cãi đi kìa, cãi đi em lên đây đi. Lên đây đi với team nè. Rồi đi tiếp, đi ra biển Nam Tông trước khi mà thuyền hư. Rồi cá mập. Đây, đứng lại. Mày đứng lại. Đâu, cá. Đùa cá. Cá mập. Giết cái thuyền trước. Mẹ nó tới rồi. Giết mấy cái thuyền trước. Nemo. Giết mấy cái thuyền trước. Cái thuyền nó bắn kìa. Giết mấy cái thuyền trước rồi xong. Này lì. Ê, thấy mẹ đi, em gặp ba si rồi. Thôi thôi anh em chơi đi, em gặp ba si rồi. Ok, đó bỏ sợ tí con tay luôn. Ai sợ tí mê lì. Ôi vãi, còn em gặp thuyền, vãi cái con. Chém thường, chém thường chết cá mập đi. Chém thường là được. Cứu em. Đỡ tốn skill, cầm hô mình đã thiệt. Ôi. Cứu em với hả? Ây da. Mày, rồi mày đi. Nó lại ẩn xuống nước nữa rồi. Của mình kiểu... Mày. Ui, được bắt rồi. Mày bắt rồi. Kéo ai xuống. Được bắt mày rồi. Cúp. Đi, biển Nam. Mày đi, ở cửa này, mày mất tiền, mày lên đây hả mày? Đúng rồi. Đi. Kệ, cực sống thì em... Ui, nữa kìa. Đảo biển kìa. Đi qua biển sáu chưa? Ờ, đó, rồi. Ê qua phụ này thế này chém thường không ăn đá. Ừ, mà cá. Thằng đan thằng thắng thắng nước rồi. Thắng nước nữa. Rồi anh đang thắng cho mày đó rồi. Không đi dưới nước mà con cá kế bên. Chả đâu. Cái chỗ nào? Thằng nào có tiền? Bật được tổng luôn rồi. Chỗ này có mấy con. Ồ. Diêm diện tấn sang đi phía dưới kìa. Chim kìa phải không? Chim nè. Trong quần. Ồ. Nó con chim nào nhỏ vậy lên đây anh đừng có coi. Ừ, cá mập luôn. Cái đó hả? Phải nói là không có con chim nào to như thế. Đó cá mập hả? Cá mập chết cứ. Rồi cá mập chết rồi. Chết dễ vậy được. Vậy đó. Ôi. Dưới con xây trước. Dưới con xây trước. Không thấy được, cá mập đau. Ghép ồn quá. Da ồn quá. Ừ, không thấy được luôn á.
Dưới thuyền. Con xây đâu rồi? Rồi, một găm. Sau khi chơi và farm được rất là nhiều nguyên liệu thì cuối cùng mình cũng đã chế tạo ra được cái 500 quái vật. Thứ này xíu nữa các bạn có thể sở hữu được cái cây bỏ neo nha. Đi chill. Giờ mà không kiếm được level ta. Đi chill. Trời đó. Ôi, ơi có ai, có ai. Đá đâu? Cái đâu? Né thuyền ra. Nó giả cái thuyền kìa. Né cái thuyền ra. Đúng rồi. Né thuyền ra. Đúng rồi. Dụ. Quýnh con si trước. Thằng này rồi. Quýnh cái mập. Ở đâu? Anh em ơi, nhanh. Từ qua kia trước nha. Tí mình đánh hai thì trước cho anh. À trời. Nhớ không à? Đi dìm vô hết em. Nó qua giờ cái chiếc thiệt đó. Ôi, đánh hai, đánh hai thuyền trước. Hai thuyền trước. Rồi, thuyền ngấm rồi. Em cũng muốn đánh lắm nhưng mà lắc quá. Bớt. Từ, xin miếng đam, xin miếng đam. Còn. Ba cấp. Cá mập luôn. Quýnh thiệt ma trước, quýnh thiệt ma trước. Bot. Quýnh thiệt ma trước, thiệt ma trước. Hư thuyền bây giờ. Rồi hư thuyền luôn. Ờ, may quá, giết được. Còn thiệt còn sống không? Thiệt lũng rồi. Ôi con cá này nhớ mang phải cây mỏ neo kìa. Ôi, rồi ra. Thời tới rồi. Có nghĩa là nếu như các bạn thấy con cá nó mang theo cho mình một cái mỏ neo ở sau đuôi, là khi đó sẽ có tỷ lệ ra được cái cây mỏ neo nha các bạn. Và chỉ những người đã chế tạo được cái cây Monster Market thì mới có thể sở hữu được nó. Và tỷ lệ khi có được là 100% với mỗi người duy nhất. Hay à. Mỏ neo đó. Thằng nào đã bắt. Không cơ. Đem. Đâu. Cầm lên. Em qua được con nào rồi. Đâu, cầm lên. Đây nè. Đâu. Thấy què đâu. Đây, rồi kệ xét đó. Nghe đâu mọi người. Đúng rồi. Hình như là quýnh xong rồi cái con mà kiểu nè, đúng rồi. Tomorrunner là kiểu người mang mỏ neo. Em mới lóc được nè. Chỉ là có mấy con cá mà nó sẽ mang cái mỏ neo mình quýnh ra được á. À biết sao rồi, mấy đứa phải có cái kia. Mấy đứa phải có cái 500 mới thu hút được cái con mỏ neo. Thì đó. Phải có đó mới được mỏ neo. Cái mỏ neo là màu đỏ hay là cái mỏ neo là hàng màu đỏ? Lên đi. Ok thì cuối cùng mình cũng đã sở hữu được cây mỏ neo này rồi. Nhưng tiếc một cái là mình quên quay video các bạn ơi. Thế nên là mình không có cái clip mà mình đã nhận được cái cây mỏ neo này. Tuy nhiên thì các bạn thấy là mình đang cầm trên tay là chắc chắn là 100% đây là cây mỏ neo real nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ sử dụng nó để mình farm để coi những cái kỹ năng của nó như thế nào nha.
Và cuối cùng mình cũng đã mở được cái kỹ năng đầu tiên của cái cây sắt ăn con này rồi các bạn ơi. Phải nói là kỹ năng của nó vừa mạnh mà còn vừa ngầu nữa. Ôi dồi ôi. Nhưng mà chưa hết đâu, và mình sẽ cố gắng lấy được kỹ năng thứ hai để cho các bạn cùng coi với mình luôn nha. Và rồi con quái cuối cùng cũng đã bị mình tiêu diệt và mình chính thức đã sở hữu được hai kỹ năng của cây sắt ăn kho này nha các bạn ơi. Ok, thì cuối cùng mình cũng đã cày xong được cái cây này rồi và hiện tại mình đã mở khóa được để hai chiêu của nó nha các bạn. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình làm nhiều video hay hơn nha. Và nếu các bạn nào muốn biết thêm về những cái combo với cây ăn kho này thì hãy bình luận xuống dưới, mình sẽ chỉ các bạn những cái combo siêu xịn sò nha.